Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục solo squad ở map thường và đây là bản quốc tế. Các bạn yêu cầu mình làm bản quốc tế rất là nhiều và các bạn thấy thích mình chơi bản nào thì hãy comment bên dưới clip này nha. Mình thì mình thích bản China hơn tại vì nó có cái map mới đấy, bắn rất là vui và bắn cái map mới thì được rất là nhiều kill so với map thường. Mình cảm giác map thường nó giết nhau xong rồi đến cuối bo còn nó vài mạng, bắn không có vui. Ok. Vâng, vẫn như mọi khi là mình sẽ nhảy vào school. Rồi, một bé vào cùng. Ủa? Ngay đường bay mà có mỗi một thằng thôi. Ây da, thiệt là chán quá đấy mỡ. Có một thằng. Ăn rau no đi rồi. Ây da, súng đâu ta? Đây rồi. Súng đây rồi. Chạy đầu đây. Đường nào cho nó thoát. Ok, bạn ấy đã lăng ba vi bộ là chạy xuống. Đây rồi. Ui rồi ôi. Bạn lăng ba vi bộ đi đâu? Úi rồi, còn chưa có đạn nữa, có súng nữa. Ơ kìa, không đốc. Vô lý. Cái định mệnh game. Chạy ôi. À, nó vào trong này. Cái gì đây? Mr. Son. Vâng, bạn solo squad à? Hay đấy. Ok, bạn của bạn đâu rồi? Mình nghĩ là bạn của bạn chắc là bỏ đi xa lắm rồi. Hay là nó qua hết chung cư rồi nhở? Chả có đồ gì. À, mũ này. Ui rồi ôi. Mình có phải tham loot mà quên bạn đâu. Sao có thể như thế được. Ôi giảm thanh này, tuyệt vời. Ui rồi ôi, mới vào đã gặp một bạn Việt Nam rồi. Hello Việt Nam nha. Bye bye, bạn ra trận khác đi ha. Chắc qua đồng đội xem TV đi. Thoát phí lắm. Cái gì cũng phải có đồng đội cơ. Lần sau nên nhớ là cứ nhảy là phải nhảy cùng đồng đội nhá. Nhảy xa xa đi là sấp mặt ngay đấy. Ok, chắc mình sẽ qua Rozok luôn. Tiện thể ghé vào đây. Có khẩu M4 này. Tuyệt vời. Ok, tầm này qua Rozok mà dã rồi. Ừ, cầm AK mà táp thì thôi rồi. Đạn nó mạnh lắm. Như mình đã nói rồi. Nếu mà muốn táp xa thì cứ cầm những cái khẩu súng đạn 7 thôi. Nó rất là mạnh. Còn đạn xanh thì bắn lâu chết lắm. Có thể là cũng có thể sai sai. Không biết là bên đôi dốc có đông người không. Ui dồi ôi, đôi dốc choảng nhau rất là căng. Một bé này. Ok. Thôi bỏ đi. Cho nó chạy. Để xem. Ơ. Nãy thấy đông lắm mà. Sao có rải ra có 1-2 thằng này. Đấy, ui dồi ôi. Á đủ. May quá. Xích tí nữa là bị KS rồi. Winly. Cái tên nó là hay. Nhưng mình đéo hiểu nó là gì. Ok, cứ AK mà dã sai lần như này thì nó không biết ở đâu luôn. Chạy này.
Đấy, hai viên headshot là bay luôn anh em ạ. Tuyệt vời. Còn nữa không? Mình nghĩ trong dô dốc nó cũng hết rồi đấy. Thằng ngoài này chắc là boss rồi. Hả? Thính đây rồi. Ủa, rơi ngoài biển luôn. Chắc là ngoài đây xa không ai nhặt đâu. Kiếm thuyền à? Ui dồi ôi, thuyền đây nữa. Ngon quá. Cái đệt. Cái đéo gì vậy? Thính xa như thế cũng cố lấy thuyền ra lấy luôn. Định mệnh nó lơ. Mình sẽ đợi nó lên thuyền. Đây rồi. Rồi, trúng một viên rồi. À, chạy này. Chạy đâu? Cái đậu phộng. Bắn như thế, đúng vào thuyền không kìa. Game vô lý vãi. Rồi, mất tiêu luôn rồi. Rồi, chạy rồi. Mình sẽ cố gắng bám theo cái thằng đấy. Bo lên bên này, ok fine. Chắc nó sẽ đáp vào bờ bên kia. Đi đâu vậy? Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quang phải tao. Shipper đây rồi. Ok, lút cái nhẹ rồi mình sẽ qua chặn đằng kia nha. Ủa? Ốp này. Ui dồi ôi, 60 viên đạn luôn. Bực thằng này chắc lút được hai khẩu ốp. Ôi, gặp thính shipper. Thank you so much. Nhưng đáng tiếc là không có 8x ở đây. Thật là VL. Ôi sướng thế. Ốp 60 viên đạn thì bắn bao giờ mới hết đây bây giờ. Ok, chúng ta sẽ đi tìm cái thằng kia nhá. Cái thằng đã cướp thính của mình. Khốn nạn. Mình sẽ men theo cái đường bờ biển này để kiếm nó đi. Cho nó chắc. Để đảm bảo nó không thể lên được. Không thể lên được trên bờ. Quyết tâm khô máu anh em ạ. Bây giờ thì mình cũng không cần cái thính đấy nữa. Nhưng cay thôi. Thính xa thế cũng cố lấy thuyền là lấy cho được.
Chúng mày đâu rồi? Bên này vẫn chưa có thể lên được. Chúng ta sẽ đi tiếp. Ủa, cái gì đây? Ui, vô lý. Cái đậu phộng. Bắn thế mà không bị knock kìa. Ảo vậy chơi. Ok, chắc bây giờ mình phải cong bằng bom thôi. Chỉ còn cách này. Ok, vẫn còn nó. À, bỏ bạn chạy à cưng. Chạy này. Chạy này, ô kìa. Ô kìa, sao bé không chết? Vâng, bạn đấy hình như là người Lào. Sao người Lào có thể bỏ bạn chạy như thế được nhỉ? Ôi, thằng này cũng không có 8x. Mình cần 8x cơ. Đây rồi, ui rồi ôi. K98 nữa. Còn bây giờ thì mình không cần K đâu. Ok, có cái 8x là tuyệt vời rồi. Đấy. Hình như là có người nhặt thính anh em ạ. Cái đậu xanh. Nhìn tao này. Nhìn tao này, ô kìa. Vãi. Ô kìa. Ô kìa. Lại người Thái hay người Lào gì đấy nữa. Giết luôn đi. Ui dồi ôi, sao bắn toàn mic thế này. Ui cái định mệnh nữa. Bạn nó bắn gì mà gắt vậy. Cũng ốp à. Không may quả đấy bị bắn vào người. Vãi xoài, đạn rớt hay sao vậy? Bây giờ chơi nấp cỏ thế thì chịu rồi. Nằm trong cỏ khó phát hiện quá. Bò đến rồi. Chắc là mình phải đánh xe vào bò thôi. Vãi xoài, xe bị thủng lốp rồi. Mày sẽ đánh xe vào bo để chặn cái đường vào của nó. Và vào đây thì mình nghĩ nó sẽ dễ bắn hơn. À, đây rồi. Ở cái đậu phộng. Ấn nhầm nút. Ke này, ke cái gì cơ? Vâng. Bye bye bạn Lào hay là Thái Lan gì gì đấy nhá. Tên giống nhau quá, không biết là Lào hay Thái nữa.
không thể phân biệt được hai cái thứ tiếng đấy. Hồi trước là mình cũng có đi Lào, mình thấy người ta bảo là hai thứ tiếng này nó cũng gần như nhau mà. Với cái bo này thì mình nghĩ phải đính xe lên trên để kiếm make up thôi. Mà cái xe nó bị thủng lốp nó mới cay chứ. Sợ không lên được đây này. Ui dồi ôi. Ui dồi, xe không lên được anh em ạ. Xe nó bị gãy một chân rồi, nó không thể di chuyển được nữa. Tầm này chắc phải bò và bò thôi. Bây giờ bọn này nó chơi ninja ẩn giật kinh lắm anh em ạ, khó phát hiện được. Với cái bo như này thì tốt nhất là nên bò vào bo trước đã để tính sau. Chắc mình phải kiếm một cái gốc cây nào đó để làm cái điểm make up. Chơi mà đấu giữa đồng như này không được đâu. Lùm nhồm này. Chắc mình sẽ cho nó ăn quả bom. Ok, nổ trên không. Hình như là cũng cấu thêm được một tí máu ấy. Bò tiếp rồi.
Nếm khói làm cái éo gì vậy? Một bé này. Ui, nằm khó nhìn thế. Ok. Clear. Ủa? Thế hai thằng lúc nãy mình giết được có một à? Vô lý. Cái đậu xanh nó nữa. Bây giờ còn hai thằng nữa, không biết là một team hay là lẻ đây. Mình chắc chắn là nó ở ngay trên đầu này. Bây giờ không còn bom để mà tương lên thôi. Bây giờ cần tầm hai quả bom để có thể giết được hai thằng. Không biết đạn khẩu ốp có đủ nặng để tương lên đấy nó trúng đầu nó chết không. Rút hộp đạn có thể tương ra chết người được thì hay phết nhờ. Ui dồi ôi. Nó bắn chết thằng còn lại rồi. Thế là bây giờ sẽ là tình huống 1v1. Tuyệt vời. À. Easy, ok. Cho mình xem kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem thấy hay đừng quên like, subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.